được quy hoạch vào ghế Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bị tấn công. Sau sự kiện Bộ trưởng Trần Tuấn Anh gây bão trên mạng xã hội khi cho xe công ra tận chân cầu thang để đón vợ con vào đầu năm nay, hơn 2 tuần qua, người đứng đầu Bộ Công Thương lại tiếp tục làm cho dư luận sôi sùng sục khi đơn tố cáo Bộ trưởng cho người theo dõi, chụp ảnh đe dọa gia đình ông Nguyễn Thắng Cảnh được đăng tải công khai trên mạng. Người tố cáo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh là ông Nguyễn Thắng Cảnh, sinh năm 1956, đăng ký hộ khẩu thường trú tại 110A4 ngõ 8A, phố Vũ Thạnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Ông Cảnh từng là bộ đội trong lực lượng biên phòng, ra quân và công tác tại báo Cựu Chiến binh. Năm 1992, Cảnh theo học tại chức khoa luật tại Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội. Cảnh gia nhập luật sư đoàn và hành nghề ở Lạng Sơn, sau đó chuyển về đoàn luật sư Hà Nội. Hồ sơ của ông Nguyễn Thắng Cảnh tại đoàn luật sư Hà Nội cho biết về ông như sau. Cảnh sinh ngày 7 tháng 1 năm 1956, ngày 28 tháng 12 năm 2009, được kết nạp vào đoàn luật sư Hà Nội. Ngày cấp thẻ là mùng 1 tháng 8 năm 2010, số thẻ 1012. Hồ sơ cũng cho biết ông Cảnh được chuyển ra Hà Nội từ đoàn luật sư tỉnh Lạng Sơn. Tại Hà Nội, ông Cảnh mở văn phòng luật sư Lý Pháp Đường thuộc đoàn luật sư Hà Nội. Văn phòng có trụ sở tại số 18, ngõ 168 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại 0984 902 346. Lĩnh vực được phép hành nghề là tham gia tố tụng bào chữa theo pháp luật các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, lao động hành chính. Tư vấn pháp luật, soạn thảo đơn từ và thực hiện dịch vụ pháp lý khác có liên quan đến pháp luật. Ông Cảnh tự xưng là tiến sĩ luật kinh tế, song theo luật sư Trần Đình Triển, bằng cấp tiến sĩ của ông Cảnh là đồ dởm. Trường Đại học Nam Thái Bình Dương cũng là lò cấp bằng cho cựu bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã bị giải thể từ ngày 28 tháng 10 năm 2003. Theo phán quyết của tòa án Hawaii, Mỹ thì làm sao cấp bằng cho ông Cảnh năm 2009 được? Vả lại bằng này cũng không được Bộ Giáo dục Việt Nam công nhận. Bằng cách này cách khác, Cảnh chơi thân được với một số sĩ quan thuộc Tổng cục An ninh Bộ Công an. Những nhà đấu tranh dân chủ như blogger Lê Anh Hùng, tiến sĩ Viện Hán Nông Nguyễn Xuân Diện đều biết rõ và nhãn mặt con người này. Ngày 23 tháng 11 năm 2018, trong phiên tòa xét xử hai tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bảo kê cờ bạc, Cảnh là luật sư bào chữa cho phò mã Nguyễn Văn Dương, trùm tổ chức cờ bạc, con rể cựu ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị. Tại phiên tòa này, để nâng bi cho chế độ, Cảnh phát biểu ca ngợi rằng hội đồng xét xử đã điều hành rất khoa học, chủ tọa cùng hội đồng xét xử đặt ra nhiều câu hỏi sắc sảo, giúp cho phần luận tội đi vào trọng tâm. Viện kiểm sát thực hiện quyền công tố đưa ra nhiều bằng chứng, khiến cho các bị cáo tâm phục khẩu phục. Các luật sư chưa bao giờ được tranh tụng tại một phiên tòa thoải mái, còn lấy kiểu đọc thơ để phiên tòa bớt căng thẳng. Cảnh cũng nói thêm, đây là phiên tòa kiểu mẫu của cải cách tư pháp. Trở lại vụ đơn tố cáo Bộ trưởng Bộ Công an Trần Tuấn Anh, ông Cảnh cho biết Bộ trưởng dùng số điện thoại di động nhắn tin đe dọa đến sự an toàn tính mạng của ông và gia đình, khiến cho gia đình ông vô cùng hoang mang lo lắng. Cảnh viết trong đơn, để đảm bảo an toàn cho gia đình, tôi đã làm đơn tố cáo gửi đến các vị lãnh đạo đảng, nhà nước, các cơ quan chức năng. Chưa dừng lại ở đó, ông Cảnh tìm đến đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân để kêu cứu đến các lãnh đạo cấp cao. Và rồi ông Lưu Bình Nhưỡng gửi thư phiếu chuyển đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, còn ông Lê Thanh Vân thì gửi đến Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Câu hỏi đặt ra là tại sao ông đại biểu Quốc hội này lại nhanh nhảu giúp cho Nguyễn Thắng Cảnh? Có hay không những phe nhóm chính trị đang quyết tâm hạ knock out các đối thủ chính trị? Được biết, trong quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trần Tuấn Anh có tên trong danh sách đề cử quy hoạch Bộ Chính trị với chức danh là Phó Thủ tướng. Không phủ nhận những thông tin tố cáo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cùng Nguyễn Thắng Cảnh là có cơ sở, thế nhưng những nhân vật lưu manh, côn đồ đang ngồi ghế Bộ trưởng hay được cơ cấu vào Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị hiện nay không phải là hiếm. Vì sao Trần Tuấn Anh bị lôi ra đánh liên tục trong thời gian qua? Có lẽ lý do chính là vì ghế Ủy viên Bộ Chính trị. Phó Thủ tướng đã mê hoặc tất cả các bên nên họ thi nhau tấn công Trần Tuấn Anh để giành cái ghế này. Thường thì lần sau, các phe nhóm giấu mặt sẽ ra tay tàn độc hơn lần trước. Trước thềm Hội nghị Trung ương 10 và chuẩn bị cho Đại hội 13 năm 2021, các đồng chí Cộng sản bắt đầu tìm cách tiêu diệt các đối thủ chính trị của mình. Và Trần Tuấn Anh, con trai cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương quê Quảng Ngãi cũng không ngoài tầm ngắm. Ban bảo vệ chính trị nội bộ trực thuộc Ban tổ chức Trung ương đang ở đâu? Ban nội chính Trung ương ở đâu? Tổng cục 2 đang ở đâu? Ủy ban thường vụ Quốc hội ở đâu? Sao không vào cuộc điều tra phân định đúng sai? Nếu Trần Tuấn Anh sai thì phải bị trừng phạt. Còn ngược lại thì phải trả lại công bằng cho đại biểu Quốc hội, Ủy viên Trung ương, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Cần cho vào lò những bộ trưởng như Trần Tuấn Anh nếu đảng còn mong tồn tại.
Bài viết của tác giả Lê Phú Khải. Đầu năm 2001, tôi ở nhà ông chú ruột tôi là ông Lê Phú Hạo hơn một tháng trời tại Paris. Một hôm, bà thím tôi đi đâu về hốt hoảng hỏi tôi, Trần Đức Lương ở trong nước làm chức vụ gì hả cháu? Tôi trả lời, làm to lắm, như ông Jacques Chirac ở đây. Bà thím tôi kêu to, hèn chi, thằng con nó là Trần Tuấn Anh sang đây đốt tiền như đốt pháo. Đến triệu phú ở Paris cũng phải kinh hồn khiếp vía. Tôi nói, thím thử cho cháu một ví dụ về đốt tiền của thằng này. Bà kể vênh vách, nó vào một tiệm đồ điện máy, mua thiết bị nghe nhìn, mua xong trả tiền rồi, thì một Việt Kiều đứng cạnh nó nói, thứ này chưa phải là loại mới nhất. Nó hỏi, ở đâu bán loại xịn nhất? Bà kia cho nó địa chỉ. Thế là nó cho không bà này tất cả những thứ mới mua và đi mua đồ xịn hơn theo địa chỉ bà này cho. Tôi lại hỏi, chỉ có thế thôi hả thím? Bà nói, nó ở khách sạn 5 sao và ăn những bữa tiền triệu mà tôi với chú anh ở Paris 30 năm nay cũng chưa một lần dám nghĩ đến mình sẽ có lần bước chân vô đó. Nó mới sang Paris mà nổi tiếng trong giới Việt Kiều ở đây. Tôi nói, thằng này nó là con ông cháu cha, nên sau này nhất định nó sẽ làm lớn ở Việt Nam đấy thím ạ. Ông chú tôi nghe được câu chuyện hai thím cháu nói với nhau, đã buông một câu chửi bằng tiếng Pháp. Đại ý là tất cả chúng nó đều là những thằng ăn cắp. Quả đúng như tôi dự đoán, Trần Tuấn Anh hiện nay là Bộ trưởng Bộ Công Thương của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đang hòa nhập với thế giới. Và cái gì đến, nó sẽ đến. Vừa qua trên mạng xã hội Người Việt ngày 28 tháng 2 năm 2018, sau đó được trang mạng Tiếng Dân đăng lại vào ngày 1 tháng 3 năm 2018, đã tiết lộ một lá thư của tập thể cán bộ công nhân viên ngành công thương gửi lên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Báo Nhân dân tố cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đồi bại, suy thoái đạo đức. Lá đơn viết, với mong muốn được theo hầu Bộ trưởng, Trần Hữu Linh là Chánh văn phòng Bộ đã tìm đủ mọi thủ đoạn để dẫn dắt những cô em chân dài cho Bộ trưởng, cung cấp tiền, gái, cùng những bữa tiệc xa hoa, đánh bạc hàng trăm ngàn đô. Ban cán sự đảng bộ này đều biết cả, nhưng làm ngơ vì Trần Tuấn Anh thuộc tầng lớp thái tử đảng. Viết đến đây, tôi bỗng nhớ đến cuộc gặp gỡ với nhà Trung Quốc học là Trần Đình Hiến, người dịch các tác phẩm của Mạc Ngôn, giả Bình Ao, Vệ Tuệ ra tiếng Việt tại Hà Nội vừa qua. Dịch giả Trần Đình Hiến cho biết, hiện nay ở Trung Quốc có 8 dòng họ nắm quyền là Đặng Tiểu Bình, Vương Lực Trần Vân, Bành Chân. Các thái tử của 8 dòng họ này sẽ nắm các yết hầu kinh tế ở Trung Quốc trong tương lai. Nhưng theo một cuộc điều tra xã hội học, thì các thái tử này hiện nay chỉ chơi game và chơi đĩ, nên không làm gì có giấc mộng Trung Hoa như ông Tập Cận Bình đã tuyên bố ở Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua. Sao các thái tử ở Việt Nam lại giống anh bạn bốn tốt này đến thế? Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam muốn tiếp tục tồn tại và lãnh đạo đất nước thì không thể không cho vô lò những kẻ tiêu máu của nhân dân như Tiêu Bạc Lẻ, như cái loại bộ trưởng Trần Tuấn Anh này được. Kẻ thần dân đã 76 tuổi này chỉ lo cho vận nước nên muốn nhắc lại lời thơ của Phùng Quán năm xưa. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Con lãnh đạo làm lãnh đạo mang lại hạnh phúc cho dân tộc như thế nào. Bài viết của tác giả Nguyễn Tường Thụy. Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 8, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu một câu nổi tiếng đến mức ai cũng nhớ. Có thể tóm gọn như sau, con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc cho dân tộc. Có vẻ như câu nói này, bà vận vào chính bản thân bà vì cha bà trước đây từng làm bí thư tỉnh ủy Tây Ninh. Nay bà làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố lớn trực thuộc Trung ương, lại thêm chức phó bí thư thành ủy, nên có thể xem chức danh của bà ngang ngửa với ông cụ thân sinh. Như vậy là bà cũng thuộc diện con lãnh đạo làm lãnh đạo. Không biết bà đã đem lại hạnh phúc cho dân tộc như thế nào? Chỉ biết rằng hôm bà tiếp xúc với dân bị cướp đất Thủ Thiêm, toàn thấy nỗi bức xúc, oán hờn, tiếng than khóc như ri. Dân còn lôi thẳng tên bà ra để chất vấn. Khi ông Tất Thành Cang lạm quyền, phê duyệt bán rẻ 32 hectare đất của công ty Tân Thuận, 100% vốn thuộc văn phòng thành ủy cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, thì bà thản nhiên nói với cử tri rằng 32 hectare này không phải là đất công do tài sản ấy hình thành từ vốn vay ngân hàng của doanh nghiệp. Thành ủy đã chỉ đạo hủy hợp đồng nên nhà nước không thiệt hại gì. Phát ngôn của bà cẩu thả tới mức báo người tiêu dùng mắng bà như mắng trẻ, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Bà Tâm còn nhiều phát ngôn lạ tai nữa, bà cứ nói câu nào là dư luận giễu cợt câu đó.
Phải chăng dân tộc đang hạnh phúc vì những việc bà làm? Xin nhắc thêm vài ví dụ để xem con lãnh đạo làm lãnh đạo thì dân tộc hạnh phúc đến đâu. Nguyễn Xuân Anh là con ông Nguyễn Văn Chi, nguyên ủy viên Bộ Chính trị. Xuân Anh được nhanh chóng đưa vào Trung ủy, đề bạt lên tới chức bí thư thành ủy thành phố Đà Nẵng khi chưa đầy 40 tuổi. Chỉ 2 năm sau, Xuân Anh bị kết luận vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tháng 10 và tháng 11 năm 2017, Xuân Anh lần lượt bị cách tuốt mọi chức vụ như ủy viên Trung ương, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng. Lê Phước Hoài Bảo là con trai nguyên bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh. Hoài Bảo có sở thích chơi chim nên luôn sưu tầm những loại chim hót hay, nhảy đẹp. Lê Phước Hoài Bảo được bổ nhiệm chức giám đốc sở kế hoạch đầu tư khi mới 30 tuổi. Nhưng cũng chỉ hơn 2 năm sau, Bảo bị kết luận không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác trong hồ sơ lý lịch và hồ sơ ứng cử ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 đến 2020, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của đảng, bỏ sinh hoạt đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt đảng theo quy định trong thời gian đi học ở nước ngoài. Lê Phước Hoài Bảo bị khai trừ ra khỏi đảng, cách chức giám đốc sở kế hoạch đầu tư, chuyển xuống làm chuyên viên sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Nam. Không chỉ thế, Bảo còn bị thu hồi toàn bộ các quyết định bổ nhiệm trước đó, như thể Bảo chưa bao giờ kinh qua các chức vụ công tác tại Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Nam. Đây là một kiểu kỷ luật lạ đời mới được sáng tạo ra, bắt đầu từ vụ kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ngoài ra, Bảo còn bị cấm làm lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư, bị cấm tham gia các ban chỉ đạo hội đồng, tổ chức tư vấn, giúp việc cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập. Lê Trương Hải Hiếu là con trai nguyên bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải. Hiếu được đề bạt lên phó bí thư quận ủy, chủ tịch quận 12 khi mới 34 tuổi. Hiếu can tội quan hệ tình cảm với một phụ nữ và có con chung nhưng không báo cáo với tổ chức. Kể ra, Hiếu chưa vợ nên việc có con với người yêu khi chưa cưới cũng là chuyện bình thường. Nhưng Hiếu lại là người đang giữ các trọng trách nên mọi việc làm cần cẩn thận hơn. Tránh việc quan trên trông xuống, người ta trông vào. Kể ra vụ kỷ luật này là khá lãng nhách, với mức kỷ luật thấp nhất có thể là khiển trách, mang tính nhắc nhở, răn đe là chính. Hiếu còn nhiều cơ hội để mang lại hạnh phúc cho dân tộc, như bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói. Nguyễn Thanh Nghị là con trai của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nghị được giữ chức Phó Chủ tịch Kiên Giang khi mới 38 tuổi, và năm sau được làm Bí thư tỉnh khi mới 39 tuổi. Tức là cũng thuộc diện tuổi trẻ tài cao như Nguyễn Xuân Anh ở Đà Nẵng. Dư luận có nhiều đồn đoán về sự nghiệp chính trị của Nguyễn Thanh Nghị. Tương lai thế nào thì chưa rõ. Chỉ biết một dạo, từ hồi tháng 11 năm 2016, có lùm xùm về việc Range Rover màu trắng mang biển số xanh 68A00143 của công an được điều đi công tác. Sau đó chuyện cũng qua đi. Nhắc lại mấy vụ để thấy rằng con quan làm quan có phải là do tuổi trẻ tài cao là hạnh phúc cho dân tộc hay không? Việc con lãnh đạo làm lãnh đạo thì nhiều lắm, ở cấp nào cũng có. Cao là mấy quan đầu tỉnh và trung ương, vừa vừa là dạng đầu cơ quan tỉnh và tương đương. Làng nhàng là quan huyện, dưới nữa là quan xã. Không nơi nào là không có con lãnh đạo làm lãnh đạo. Dù biện minh kiểu gì thì dân chúng cũng đều hiểu rằng các cậu ấm cô chiêu lên lãnh đạo là nhờ cái bóng của phụ mẫu chứ tuổi trẻ tài cao cái gì. Tất nhiên không phải cứ con lãnh đạo là bất tài, nhưng tìm ra một vài gương mặt thì xem ra rất là hiếm. Vì con đường thăng tiến quá dễ dàng, yên tâm với cái ô của phụ mẫu, nên các cậu ấm cột chiêu này dễ dàng sinh ra chủ quan, sống trong nhung lụa, kiến thức xã hội non nớt, thiếu kinh nghiệm chính trường, lại không chịu tu dưỡng nên không tránh khỏi những sai lầm đáng tiếc. Vì vậy, lấy đâu ra hạnh phúc cho dân tộc từ cái nguồn này như bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nói.